Xin kính chào quý vị đang theo dõi chuyên mục Nhà đẹp của Mắt Home. Ngày hôm nay, Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị mẫu nhà mới do Mắt Home trực tiếp thiết kế và thi công xây dựng. Đó chính là mẫu nhà hiện đại 2 tầng với chủ đầu tư là gia đình anh Trung ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Giữa rất nhiều công ty thiết kế và thi công trọn gói, Mắt Home vẫn luôn được ưa chuộng và tin dùng từ quý khách hàng. Điều đó là một niềm vinh hạnh và cũng là một sự cố gắng không ngừng nghỉ của chúng tôi để có thể thiết kế nên những mẫu nhà thật sự đẹp, đẳng cấp, tinh tế và chắc chắn luôn đảm bảo về công năng và phong thủy cho quý khách hàng. Đặc biệt là dựa trên sở thích của từng gia chủ khác nhau, dù là với phong cách tân cổ điển hay hiện đại, đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư của Mắt Home sẽ luôn tư vấn và thiết kế những mẫu nhà đảm bảo cân bằng giữa mong muốn của quý khách hàng với thẩm mỹ kiến trúc. Qua bản vẽ phối cảnh 3D của ngôi nhà anh Trung ở tỉnh Hưng Yên, chúng ta dễ dàng nhận ra đặc trưng của một công trình hiện đại. Ngôi nhà 2 tầng vuông vức, khỏe khoắn, nổi bật với những mảng tường ốp dạ gỗ ấn tượng. Về màu sắc thì công trình nhà anh Trung nổi bật với những gam màu ấm cúng như là màu trắng, màu cam, màu nâu cà phê, tạo cảm giác về sự thanh lịch và đẳng cấp. Ngôi nhà anh Trung có chiều rộng là 8,62m, chiều dài 9,42m, diện tích sử dụng của ngôi nhà là 180m², diện tích khá rộng rãi và đảm bảo về công năng của công trình. Một lưu ý cho quý vị, Nhật An luôn phải nhắc đi nhắc lại mỗi công trình, đó chính là diện tích sử dụng và diện tích xây dựng là hai khái niệm khác nhau, cần phân biệt rõ. Diện tích sử dụng được tính theo quy định của Bộ Xây dựng là tổng diện tích các phần chính như là phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn, cộng với diện tích phần phụ như là ban công, nhà vệ sinh, nhà bếp. Còn diện tích xây dựng sẽ được tính bằng diện tích sử dụng cộng với diện tích khác như là phần móng, mái, sân, tầng hầm. Vậy nên diện tích xây dựng sẽ luôn luôn lớn hơn so với diện tích sử dụng. Phần mái theo kiểu dáng mái Nhật là mái ngói Fuji màu nâu cà phê. Đây là màu sắc đang ngày càng được quan tâm ở những ngôi nhà Việt Nam chúng ta hiện nay, tạo nên một cảm giác rất thanh lịch khi ngắm nhìn. Mái Nhật có ưu điểm về kiểu dáng độc đáo bắt mắt, phù hợp với mọi diện tích không gian và đa dạng trong vật liệu. Mái Nhật giúp căn nhà của anh Trung duyên dáng hơn rất nhiều. Giàn hoa cũng là một điểm nhấn ấn tượng của ngôi nhà, mang đến cảm giác lãng mạn và mềm mại hơn cho công trình rất nhiều. Giàn hoa ở đây được sơn trắng, bên trên có lớp mái kính giúp che nắng cho các thành viên khi sinh hoạt ở không gian bên dưới. Có rất nhiều chất liệu khác nhau để quý vị có thể lựa chọn làm giàn hoa cho ngôi nhà của mình, ví dụ như là gỗ nhựa composite, gỗ tự nhiên hay thậm chí là bê tông. Tùy vào nhu cầu cũng như khả năng tài chính, mỗi gia chủ sẽ có lựa chọn phù hợp. Nhìn vào ngôi nhà anh Trung, quý vị có thể thấy là sảnh chính không sử dụng những cột hiên như những công trình khác, mà chính kết cấu của công trình đã tạo nên một sự bền chắc nhất. Cửa chính chất liệu gỗ kết hợp kính an toàn, tăng thêm vẻ sang trọng cho ngôi nhà. Với những gia chủ miền Bắc thường ưa chuộng chất liệu là gỗ lim Nam Phi, còn với những gia chủ miền Nam thường chọn là gỗ căm xe của Lào. Ngoài ra, để tiết kiệm chi phí thì cửa thép vân gỗ cũng là một lựa chọn quý vị có thể cân nhắc. Hệ thống cửa sổ và các cửa đi được lắp đặt cửa nhôm hệ xiên pha phù hợp với phong cách hiện đại của công trình. Ưu điểm của nhôm hệ xiên pha là không bị cong vênh, oxy hóa hay hen rỉ theo thời gian, dễ dàng lắp đặt vệ sinh, được sơn tĩnh điện nên lớp sơn luôn sáng bóng, chống được tia UV. Đó lý do những công trình của Mắt Home luôn ưu tiên sử dụng chất liệu này. Bậc tam cấp được ốp đá granite bền cứng mặt đen cổ trắng, đảm bảo vững chắc cho một khu vực làm nhiệm vụ giao thương của ngôi nhà. Tam cấp tượng trưng cho thiên địa nhân, theo thuyết tam sinh tương ứng. Tam cấp khi được thiết kế tốt về phong thủy sẽ mang đến tài vận thuận lợi cho gia chủ. Tiến vào khu vực bên trong ngôi nhà, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về cách phân chia không gian của công trình qua những bản vẽ mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt. Qua hình ảnh mặt bằng bố trí nội thất,
quý vị có thể thấy là căn nhà có hai lối tiếp cận, một lối từ cửa chính vào phòng khách và một lối cửa hậu. Một ngôi nhà có hai lối tiếp cận như vậy rất tốt về phong thủy. Đây cũng sẽ là hai hướng giúp lấy sáng, lấy sinh khí vào không gian bên trong. Phòng khách và sảnh nhà anh chung có diện tích là 22,6m2, vô cùng rộng rãi. Vì phòng khách là gương mặt đại diện cho cả một ngôi nhà nên tuyệt đối không nên có cảm giác u ám và ngột ngạt mà luôn cần phải tươi sáng, thoải mái các thành viên gia đình sinh hoạt. Một lưu ý nữa là cửa chính và cửa sau của ngôi nhà không bao giờ nên nằm trên một đường thẳng, sẽ phạm vào quan thông môn xuyên đường sát, rất nguy hiểm cho vận mệnh của gia chủ. Quý vị có thể thấy là trên bản vẽ thì kiến trúc sư của Mark Home đã thiết kế rất phù hợp. Phòng khách thông với gian thờ 5,5m2. Một lưu ý nhỏ về phong thủy của gian thờ đó chính là bàn thờ không nên xung với cửa chính hay trục đường chính, sẽ không tốt cho vận mệnh của các thành viên gia đình. Quý vị có thể thấy là trong bản vẽ thì bàn thờ được đặt rất là hợp lý. Bên cạnh gian thờ thì phòng khách cũng thông với gian bếp có diện tích 15m2, căn bếp lấy sinh khí nhờ cửa hậu và những cửa sổ. Diện tích bếp phù hợp để bố trí một kệ bếp hình chữ Y và bàn ăn cho gia chủ. Một lưu ý về phong thủy phòng bếp là cần quan tâm đến vị trí đặt bếp nấu, không nên đặt ở giữa nhà, không có điểm tựa đối diện với nhà vệ sinh. Quý vị hãy lưu ý điều này cho căn bếp của mình nhé. Tầng 1 nhà anh chung có một phòng ngủ rộng 13,6m2, có thiết kế một cửa sổ lớn để lấy sinh khí vào không gian bên trong, từ đó đảm bảo sức khỏe cho chủ nhân. Khu vực nhà vệ sinh, phòng tắm được tách ra làm hai không gian, giúp cải thiện về diện tích cũng như tận dụng được về công năng. Một thành phần luôn phải nhắc đến đóng vai trò quan trọng để kết nối không gian các tầng, đó chính là cầu thang. Để tiết kiệm diện tích thì cầu thang thiết kế một phế, không chỉ về công năng mà cũng rất cần quan tâm vấn đề phong thủy của cầu thang. Cần tính số bậc cầu thang theo công thức là 4N+1, với N là chu kỳ, làm sao để bậc cuối cầu thang luôn tương ứng với cung sinh, trong sinh, lão, bệnh, tử. Ở đây nhà anh chung có 25 bậc thang, rất phù hợp với phong thủy. Tầng 2 nhà anh chung có 3 phòng ngủ diện tích lần lượt là 12,3m2, 13,6m2, 13,9m2, một nhà tắm, một nhà vệ sinh chung, tất cả không gian thiết kế hợp lý đúng theo mong muốn của gia chủ. Đặc biệt có một sân chơi 9,8m2, chắc chắn sẽ là một không gian thư giãn và giải trí thoải mái các thành viên gia đình. Đó là toàn bộ công trình nhà anh chung ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Hy vọng sau khi xem xong số chuyên mục nhà đẹp ngày hôm nay, quý vị đã có thêm những ý tưởng thiết kế mới cho riêng mình. Hãy liên hệ ngay với Mark Home qua số hotline hoặc comment ngay bên dưới video này. Đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư của Mark Home sẽ liên hệ tới quý vị trong thời gian sớm nhất. Đừng quên nhấn like, subscribe và chọn nút thông báo để không bỏ lỡ những video về nhà đẹp của Mark Home nhé. Còn bây giờ, Nhật An xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.